Hello, xin chào toàn thể nhé. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865618826. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy định vị nghe nén ghi âm mini từ xa, mã là DB01 bạn nhé. À, đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đây một bộ sản phẩm đầy đủ khi bạn mua hàng chiếc máy định vị DB01 này. Đó, thứ nhất là sẽ gồm có thiết bị định vị DPX1. Đó, thì cái mẫu định vị DPX1 này nó chức năng là định vị này, nghe lén này, nghe lén từ xa này, ghi âm này, ghi âm từ xa các bạn nhé. Đó, thì không có một thiết bị nào có thể đọc được tin nhắn Zalo, Facebook đâu, nên là các bạn đừng mua. Đó, trên thị trường là đang có một số đơn vị là lấy cái video của mình và người ta quảng cáo cái mẫu là DB01 này, nó chức năng có thể là đọc được tin nhắn Zalo, Facebook, thì các bạn cần phải lưu ý mọi nhé, tránh mua phải những cái đơn vị mà người ta bán hàng lừa đảo. Đó, bên đơn vị nhà mình bán hàng cho các bạn, nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra này, định vị này, nghe nén và ghi âm thử luôn, chất lượng đúng như cái video mình đang quảng cáo đây thì các bạn mới thanh toán tiền. Mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn cứ hoàn hàng ở trong mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mình rồi. Đó, đây đi kèm theo thiết bị sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Đó, thì pin của thiết bị này các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng 3 ngày mới pin nhé. Hết pin mình sẽ cắm sạc pin khoảng 6 đến 7 tiếng là đầy pin. Đó. Và đây sẽ là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết. Hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị mình tự soạn thảo ra nhé. Đây. Đó, thì trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết này. Bước đầu tiên là các bạn sẽ tải ứng dụng định vị về đây, ở phần định vị nhé. Định vị các bạn sẽ tải ứng dụng định vị về này. Lắp vào SIM data vào cái mạng vào này. Đó, sau đó các bạn quét cái mã QR ở trên cái thiết bị là có thể dùng thôi. Đó, phần nghe lén các bạn ở trong này sẽ có những cái cú pháp để giúp các bạn có thể nghe lén trực tuyến cũng như là ghi âm nhé. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy định vị nghe lén và ghi âm từ xa siêu nhỏ giá rẻ này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình và các bạn đăng ký kênh Tuy Đông Pháp để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tuy Đông Pháp thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc SIM Viettel, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong cái máy định vị cho mọi người, kết nối phần nghe lén sẵn luôn cho mọi người nhé. Và các bạn chỉ cần tải app định vị và các bạn quét cái mã ở trên thiết bị là có thể sử dụng với tôi bạn nhé. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy định vị DB01 này và đi vào test chất lượng định vị cũng như là nghe lén thực tế cho mọi người nhé. Này, đó, mẫu mã là DB01 này. Đó, nút trên đây sẽ là nút nguồn bạn nhé. Đây, dưới đây sẽ là chân cắm sạc này. Đó, đây sẽ có một cái móc treo. Đó, mình sẽ bật cái lắp ra nhé. Khi bạn bật lắp ra thì bên trong đây sẽ có cái mã QR code bạn nhé. Thì mỗi một thiết bị định vị sẽ có một cái mã QR code riêng, giống như cái mã N22S này, L16S này. Thì mỗi một thiết bị sẽ có một cái mã QR code riêng. Nên các bạn khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn cần phải giữ lại cái mã QR code này nhé. Hoặc là bạn muốn hoặc là các bạn muốn bóc đi thì bạn sẽ phải chụp ảnh lại cái mã QR này, hoặc các bạn lưu lại cái dãy số này là được bạn nhé. Đó, ở trong đây sẽ là khe nắp SIM này và khe nắp thẻ nhớ bạn nhé. Khe nắp SIM sẽ ở bên dưới và khe nắp thẻ nhớ sẽ ở bên trên. Các bạn nắp SIM lên bên trên thì rất dễ bị hỏng đấy các bạn nhé. Các bạn cần lưu ý các bạn sẽ gắn bên dưới. Đây sẽ là lộ báo đèn này. Đó, thì thiết bị DB01 này nó sẽ chỉ sáng hai đèn thôi bạn nhé. Đây là đèn pin này và đây là đèn sóng thôi các bạn nhé. Còn cái đèn mạng bên ngoài sẽ không phát sáng. Như cái mã N22S nó là cao cấp hơn thì nó sẽ có cái đèn xanh đây. Còn cái mã DB01 này nó giá rẻ nên là sẽ không có bạn nhé. Đây. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc SIM Viettel đã đăng ký mạng nhé. Thì mình sẽ gắn vào. Đây, mình sẽ bóc cái khay SIM trong cùng. Đó, sau đó bạn sẽ trượt sang bên phải đây. Đó, bạn sẽ trượt lên. Đó, sau đó bạn sẽ lắp cái SIM vào. Đó, sau đó bạn sẽ lắp SIM vào nhé. Đó, bạn sẽ bật nguồn lên. Khi bạn bật nguồn lên thì thiết bị sẽ sáng hai cái đèn này. Đó, thiết bị đang hoạt động rồi nhé. Đó, sau đó để sử dụng được thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng GPS365 này. Bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì bạn vào cửa App Store tải. Các bạn nào dùng Samsung, Oppo và Vivo thì bạn vào cửa Play Store nhé. Các bạn gõ cho mình ứng dụng là GPS365. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng GPS365 có biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn rồi nhé. Sau đó các bạn sẽ ấn nút mở này.
Đó, thì để đăng nhập vào trong ứng dụng định vị này nhá, thì bạn sẽ có hai cách này. Cách đầu tiên là các bạn sẽ tài khoản bạn sẽ nhập cái số là 3563 này, đó, nhập hết tất cả cái dãy số này. Còn mật khẩu thì bạn sẽ gõ mặc định là 123456 nhé. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai nhanh hơn là bạn sẽ chọn vào ô quét mã QR code, rồi bạn sẽ quét cái mã QR code ở trên thiết bị này, là thiết bị sẽ tự đăng nhập vào trong cái ứng dụng định vị bạn nhé. Đây, đó, mình sẽ đóng nắp vào. Đó. Khi các bạn đăng nhập vào trong cái ứng dụng định vị này, thì ở trong đây sẽ hiện cái bảng điều khiển bên trong. Đó, các bạn muốn định vị thì bạn sẽ chọn một check này, sẽ là ra cái định vị là thiết bị nằm ở đâu. Đó, hình mặt người đây sẽ là cái thiết bị định vị nhá. Các bạn muốn xem vị trí cụ thể thì bạn sẽ chọn hình mặt người này, rồi các bạn sẽ chọn view and array. Đó. Đó, các bạn sẽ xem là cái vị trí cụ thể là ở đâu bạn nhé. Đó. Đó. Rõ luôn là những cái địa chỉ cụ thể rõ như Google Maps luôn bạn nhé. Đó, bản đồ Google Maps luôn. Gần điện máy tính Thảo Khanh này. Đây. Đó, bạn nào xem vệ tinh nhá thì bạn sẽ chọn hình mặt cái hình quả cầu, đây sẽ là ra cái vệ tinh là rõ từng lóc nhà luôn, là vị trí cái của cái thiết bị này đang ở đâu nó sẽ hiện rõ luôn bạn nhé. Đó, bạn nào mà muốn đây, đó xem vệ tinh thì bạn cứ ấn vào đây là được thôi. Đó, đây nó sẽ ra cái luôn cái định vị cụ thể luôn là đang ở đâu bạn nhé. Đó, zoom to zoom nhỏ này. Đó. Tiếp theo là bạn nào muốn xem lại cái quãng đường mà cái thiết bị này đã di chuyển nhé, thì bạn sẽ chọn vào mục là playback này. Đó, sau đó bạn sẽ chọn start time là bạn sẽ chọn là từ ngày bao nhiêu, thì cái thiết bị này sẽ xem lại cái quãng đường di chuyển tối đa sẽ là 90 ngày bạn nhé. End time là bạn sẽ chọn là xem đến ngày bao nhiêu nhé, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, tối đa sẽ là 90 ngày. Các bạn sẽ xem là từ cả giờ này, cả ngày này, từ ngày bao nhiêu đó. Sau đó bạn sẽ chọn confirm là các bạn sẽ xem được cái thiết bị này là đi những đâu nhé. Đó, thiết bị đã di chuyển từ cái vị trí này là 16:15. Đó, ra bên chỗ này là 16:43. Đó, đây. Nói chung là định xem lại cái quãng đường di chuyển này thì nó sẽ đánh dấu cờ hết bạn nhé, thời gian luôn. Tiếp theo sẽ là mục Fencer này. Mục Fencer này sẽ là giúp các bạn có thể là thiết lập vùng cảnh báo bạn nhé. Đó, thiết lập vùng cảnh báo, ví dụ như các bạn thiết lập vùng cảnh báo này ở bên Hoàng Mai mà cái thiết bị này họ di chuyển sang bên Trần Duy Hưng này, cũng như những cái vị trí mà ở xa các bạn nhé, thì các bạn sẽ chọn vào, các bạn sẽ gạt đây lên. Đó, chọn save vào. Đó. Đó là bây giờ thiết bị này chỉ cần di chuyển ra khỏi cái vùng mà các bạn đã cảnh báo là thiết bị sẽ tự động gửi thông báo với điện thoại cho các bạn nhé. Đó, đó là một định vị này, xem lại con đường di chuyển này và thiết là một cảnh báo nhé. Tiếp theo nữa là giúp các bạn có thể là cài đặt để các bạn có thể nghe lén nhé. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đó, tài khoản các bạn sẽ gửi đến này, soạn nhắn gửi đến này, gửi đến sẽ là cái số điện thoại này nhé, 0358 này, 139 này, 573 này. Đó, các bạn sẽ soạn tin nhắn là 000 ba số 0 này, sau thăng này, sau số điện thoại mà các bạn muốn làm chủ của cái máy nghe nén này nhá, 0931564999. Đây, các bạn sẽ soạn tin nhắn là 000 thăng, sau số điện thoại của các bạn, sau thăng và số trong máy định vị này nhá, là thiết bị sẽ tự động gửi cho mình về một tin nhắn là đã kết nối thành công. Đây, các bạn sẽ đợi một chút là thiết bị sẽ gửi cho mình về một tin nhắn nhá. Đây, admin is server là cái số điện thoại đuôi 99 của mình, đang làm admin của cái máy định vị này nhá. Nó bây giờ các bạn muốn nghe lén này thì các bạn sẽ lấy cái số điện thoại của các bạn nhé, số 99 này, các bạn gọi điện vào cái sim này, nó là thiết bị sẽ tự bắt máy luôn, và duy nhất chỉ một mình số điện thoại này gọi điện vào mới được thôi, còn tất cả số khác gọi vào sẽ thuê bao nhé. Alo alo, nó do cái thiết bị định vị này và cái điện thoại của mình đang ở gần nhau nên sẽ bị xung đột thanh bạn nhé. Còn khi các bạn đã kết nối nghe nén từ xa rồi thì tiếng vọng như vậy sẽ mất đi bạn nhé. Nghe nén thì cực kỳ là rõ luôn. Đó, bạn đây các bạn muốn nghe nén thì bạn sẽ gọi điện trực tiếp vào cái sim này là thiết bị sẽ tự bắt máy luôn nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ 22 này, sẽ là chế độ giúp các bạn có thể là ghi âm nhé, tự động ghi âm. Là bây giờ ví dụ như các bạn cắm là trên xe mà trên xe có tiếng người nói chuyện thì thiết bị này nó sẽ tự động ghi âm vào cho các bạn vào trong thẻ nhớ nhé. Thì mỗi một file ghi âm sẽ có độ dài là 10 phút một file này, 10 phút một file này. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ 33, sẽ là cái chế độ giúp các bạn có thể là cái thiết bị này sẽ tự động gọi lại cho các bạn khi có tiếng người nói chuyện nhé. Là khi mà các bạn gắn ở trên xe mà không phải là lúc nào bạn cũng có thể là nghe trực tuyến được đúng không? Bây giờ các bạn muốn cái chế độ này là
Khi mà có tiếng người nói chuyện thì thiết bị này nó sẽ tự động gọi lại vào cho bạn. Thì các bạn sẽ chọn tên là 3 số 3. Là bây giờ khi mà thiết bị này nó tích đủ cường độ âm thanh là thiết bị này nó sẽ tự động gọi lại vào cái số điện thoại cho các bạn nhé. Đó thì sau đó các bạn chỉ cần nghe máy là được thôi. Là nghe máy là các bạn có thể là nghe lại trực tuyến luôn. Đó mà khi mà chưa tích đủ cường độ âm thanh thì thiết bị nó sẽ chưa gọi lại cho bạn nhé. Đó thì bạn sẽ đợi một chút này. Thì thiết bị này nó tích đủ cường độ âm thanh nó sẽ gọi lại đây. Đây. Đó, bây giờ các bạn muốn nghe này bạn sẽ chọn một nút nghe này. Đó, alo rồi. Alo rồi. Đó, bây các bạn muốn nghe bạn chỉ cần nghe thôi là được. Còn bạn nào không muốn nghe thì bạn chọn nút hủy nhé. Đó, tiếp theo sẽ là mục 555 này, sẽ là hủy hết tất cả những cái lệnh ở trong cái máy định vị này đi các bạn nhé. Đây. Thì các bạn đợi một chút, thiết bị sẽ tự động gửi cho mình một cái tin nhắn đấy. Là tool of ALL. Có nghĩa là bây giờ thiết bị này đã hủy hết tất cả những cái hủy hết tất cả những cái file này đi các bạn nhé. Hủy hết tất cả những cái lệnh ở trong cái máy định vị này đi. Mà thiết bị này bây giờ sẽ trở thành một thiết bị mới các bạn nhé. Thì bạn nào đang vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc máy định vị nghe nén và ghi âm từ xa siêu nhỏ và giá rẻ mã là DV01. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy định vị này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 68226, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tubi Năng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh Tubi Năng Phát thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc sim Viettel, đơn vị mình sẽ cài sẵn phần nghe lén cho mọi người. Đó, và các bạn chỉ cần tải ứng dụng định vị về rồi các bạn quét cái mã QR code trên thiết bị đăng nhập là dùng thôi các bạn nhé. Sử dụng thì giống như video mình đang quảng cáo đây. Đó thì video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.